khi mà nhận được bịch ma túy xong là giục ở đâu? Khoảng hơn 9 giờ đi lại đó lấy nước biển, mỗi một chai như vậy là mỗi một là làm được bao lâu rồi? Tham gia bắt ma túy được bao lâu? 4 ngày. Phía sau toilet. Phía sau toilet lấy cái gì? Lấy bán ra bao nhiêu?